Thịt lợn là một trong những thực phẩm phổ biến trong mỗi bữa ăn của mỗi gia đình người Việt Nam. Tuy nhiên, có những nguyên tắc bạn nên tuân thủ khi chế biến nó, đặc biệt lưu ý đến những thực phẩm đại kỵ với thịt lợn. Không bao giờ được nấu chung để tránh gây ra những trường hợp ngộ độc bạn nhé. Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Và nếu bạn quan tâm tới chủ đề thịt lợn kỵ những gì thì hãy để lại một bình luận tích cực để Diệp có thể được tương tác với bạn ngay nhé. Không nên nấu chung thịt lợn với tôm, ốc. Đông y cho rằng không nên nấu chung thịt lợn với tôm hay là ốc đồng. Trong sách Nam Dược của Thần Hiệu Tuệ Tĩnh cũng đúc kết những kinh nghiệm như là thịt lợn đặc biệt kiêng kỵ với ốc biêu, cam thảo, mơ hay là con tôm. Nếu mà ăn thịt lợn với ốc dễ gây lạnh bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa. Thứ hai là đậu tương. Đậu tương giàu dinh dưỡng với 60–80% là phốt pho. Tuy nhiên, khi chế biến thịt lợn chung với đậu tương, hàm lượng phốt pho này có khả năng làm giảm giá trị dinh dưỡng của thịt lợn, đặc biệt là thịt lợn nạc. Chính vì thế nên tránh nấu chung thịt lợn và đậu tương. 3 là thịt lợn kỵ với lá mơ. Thịt lợn chứa rất nhiều protein. Khi nấu chung với thực phẩm này với lá mơ sẽ dễ gây ra kết tủa, lượng đạm khiến người ăn không thể hấp thu được, gây tình trạng khó tiêu hóa, ngộ độc hoặc nhiễm độc lâu dài trong cơ thể. Thứ tư là thịt bò. Thịt bò là một trong những thực phẩm kỵ thịt lợn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dù cũng là thịt nhưng hàm lượng dinh dưỡng trong thịt lợn và thịt bò hoàn toàn khác nhau. Nếu nấu chung sẽ làm giảm các chất dinh dưỡng của nhau. Hơn nữa, bản chất thịt lợn có tính hàn, còn thịt bò lại có tính ôn, không hợp nấu chung. Tốt nhất là nên nấu riêng từng loại thịt, vừa đảm bảo có mùi thơm ngon, vừa không làm mất chất dinh dưỡng của hai loại thực phẩm này. Thịt lợn kỵ rau thơm. Rau thơm tính ôn, hao khí, trong khi thịt lợn lại có ích khí. Chính sự tương khắc này khiến chúng không thể nào kết hợp được với nhau. Thịt lợn cũng không nên ăn chung với thịt chim hay là chim cút, chim bồ câu hay là chim sẻ. Bởi khi kết hợp với chim cút sẽ hình thành các hắc tố gây đen da mặt. Còn thịt lợn dùng chung với thịt bồ câu dễ gây ra tình trạng khí huyết khó lưu thông, có hại cho sức khỏe. Không nên nấu thịt lợn với gừng. Nhiều người sử dụng gừng để khử mùi tanh của thịt sống. Tuy nhiên, điều này không nên được áp dụng với thịt lợn. Đây là hai nguyên liệu tương khắc, khi ăn cùng nhau sẽ gây ra các triệu chứng phong thấp, nổi nốt, vô cùng khó chịu. Gan dê và thực phẩm đại kỵ với thịt lợn, đặc biệt là gan dê có mùi ngây, hơi khô khi xào cùng với thịt lợn, khiến cho mùi vị của món ăn này càng trở nên khó chịu, gây phản cảm với người thưởng thức món ăn. Chính vì thế, không nên nấu chung thịt lợn với gan dê. Thịt lợn kỵ với thịt trâu. Trong khi thịt trâu có tính hàn, thịt lợn cũng mang tính hàn, dễ sinh chứng bạch thốn trùng, sán dây, sán sơ mít. Vì thế, bạn nên chú ý không nên ăn hai món này cùng một lúc. Thịt lợn kỵ với ba ba hay là rùa. Thịt ba ba và thịt rùa là những thực phẩm đại kỵ với thịt lợn. Nếu kết hợp chung có thể gây chứng khí trệ, đầy bụng, chướng hơi. Chú ý không nên kết hợp thịt lợn với các thực phẩm kể trên, thì bạn cũng không nên ăn quá nhiều thịt lợn bởi nó có lượng mỡ động vật cao, đặc biệt không tốt cho người mắc bệnh cao huyết áp và mỡ trong máu cao bạn nhé. Đó là những gì mà Diệp muốn chia sẻ đến bạn trong video của ngày hôm nay. Nếu bạn thấy video này ý nghĩa thì đừng ngần ngại chia sẻ video này tới nhiều người cùng biết và sử dụng thực đơn đúng cách cho cuộc sống hàng ngày. Và bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh của Diệp để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích khác về sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng vào lúc 8 giờ tối ngày mai.